The Bluetooth device is ready to pair. Just
và các tỉnh lân cận đã có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn xã. Căn cứ công văn số 1456 ngày 8/4/2020 của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh, công văn số 9 ngày 8/4/2020 của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID thành phố Bắc Giang về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Giang để công tác phòng chống dịch bệnh được kịp thời hiệu quả.